Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Ô Ngôn Thật. Thật là lâu lắm rồi mình mới ra những cái clip. Thật sự thì thời gian qua mình không có nhiều thời gian cho lắm. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thắng cảnh, một cái hồ nước tuyệt là đẹp khi mà đến với Phú Yên mình phải check in ở đây. Nếu mà nói về Phú Yên thì các bạn sẽ biết qua những cái thắng cảnh cực kỳ hot, được rất là nhiều bạn trẻ cũng như là dân du lịch, dân phượt biết. Ví dụ như là ghềnh Đá Đĩa, đầm Ô Lon, đảo Yến, cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam và dài nhất Đông Nam Á luôn nè. Nhà thờ Măng Lăng có tuổi đời bằng với nhà thờ lớn Hà Nội. Bla bla các thứ rất là nhiều. Thì không thể bỏ qua cái tên gọi là Hồ Đồng Tròn. Hồ Đồng Tròn thực ra là một cái đập chứa nước để mà tưới tiêu cho ruộng lúa của bà con ở trong vùng. Hồ Đồng Tròn thuộc huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên. Và nơi đây có gì đặc sắc thì các bạn xem clip của mình nha. Nào, đi thôi. Qua góc máy flycam thì không cần mình phải nói nhiều. Từ trên cao nhìn xuống mặt hồ cực kỳ tĩnh lặng. Xa xa là những con đường, đồi núi của những bà con. Đi trên những con đường này thì cực kỳ bao phê luôn các bạn ơi. Những con đường ngày nay đừng có nghĩ là miền núi là đường đất xình lầy đồ này kia hoặc là di chuyển khó khăn. Nơi đây hoàn toàn là đường bê tông cực kỳ bao đẹp mà bao phê, chạy bao đã luôn. Có những con đường nhựa băng phẳng chạy băng qua những khu đồi. Quay lại với cái hồ này thì đẹp không các bạn? Đẹp không nào? Quả là không có chê chỗ nào. Đi sâu cho một tí, hồ Đồng Tròn có diện tích là 69,5 km², mặt hồ rộng 1,65 km². Và hồ này bắt nguồn từ đâu? Thì từ tháng 3 năm 2001 bắt đầu khởi công để mà tạo một cái hồ nước chặn cái dòng nước từ những cái sông suối đổ về đây, mục đích là tưới tiêu cho đồng ruộng ở đây. Đến tháng 2 năm 2005 thì bắt đầu hoàn thành. Chiều dài của đỉnh đập như các bạn thấy ở phía trước là 292 m², chiều cao đập lớn nhất là 29,1 m². Hồ này do Ban Quản lý Thủy lợi 414 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư với kinh phí là 65,5 tỷ đồng. Wow, một con số cực kỳ lớn mà không thể nào tưởng tượng được. Khi mà hoàn thành thì hồ sẽ tưới tiêu cho khoảng 1.950 ha đất canh tác ở các xã như là An Nghiệp, An Định của huyện Tuy An và một phần của xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân. Đa phần thì hồ để mà cung cấp nước cho các cái ruộng lúa, bên cạnh đó thì cung cấp nước sinh hoạt cho bà con nơi đây và tưới tiêu trong vùng, cũng mục đích là để chống lũ vào cái mùa mưa. Bạn biết rồi, miền Trung mà đến cái mùa mưa từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 là mưa xối xả luôn các bạn. Cho nên là những cái hồ như thế này thì để mà ngăn bớt cái dòng lũ, dòng nước, rồi tạo cái môi sinh và kết hợp nuôi trồng cũng như là nuôi cá nước ngọt ở đây. Và đặc biệt ở đây có rất là nhiều cá nha các bạn. Ở đây ngoài cái việc mà cuối tuần rồi những cái dịp lễ chúng ta về đây camping, chụp hình sống ảo, tạo những cái bức hình để mà up lên Facebook tuyệt đẹp, thì chúng ta có thể đến đây để câu cá, để mà đánh lưới. Những cái mẻ cá ở đây á, là đa phần là cá suối, cá của sông nước ngọt, cực kỳ ngọt thịt mà xương nó lại mềm. Nếu mà không tin mình thì các bạn thử một lần về đây, đêm cần về đây câu đi. Phải nói thật sự là không làm các bạn thất vọng đâu ha. Qua clip này thì mình muốn giới thiệu cho các bạn thêm một cái địa điểm thú vị, đó là hồ chứa nước Đồng Tròn. Thời gian sắp tới thì hiện nay thì hồ này chưa có phát triển du lịch. Các bạn cứ đến đây vui chơi một cách thoải mái. Ở đây cũng có ban quản lý hồ. Các bạn chỉ cần xin phép để mà vào đây vui chơi. Và đặc biệt nhớ là đừng bao giờ xả rác nha các bạn. Tại vì chúng ta chơi rồi còn những người ở sau nữa. Nếu các bạn yêu thích về camping, về du lịch bụi cũng như là phượt thì mình có một cái nhóm ở trên Facebook có tên là Thích Ngủ Lề Camping Phượt Trải Nghiệm. Ở đây thì sân chơi dành cho tất cả mọi người, cho các bạn. Chúng ta có thể là chia sẻ về văn hóa, về ẩm thực, về những cái chuyến đi, tất cả những cái vùng miền, những gì mà đam mê các bạn liên quan đến những cái gì mà liên quan đến vui chơi, du lịch,
về ăn uống của các vùng miền thì các bạn cứ đưa vào đây để mà chúng ta cùng chia sẻ, trao đổi này, rồi học hỏi thêm nhiều cái kiến thức cũng như là những cái hành trình đam mê của các bạn. Câu slogan của chúng mình đó là bước chân nhỏ bé đi muôn nơi và hành trình trên đam mê. Clip này mình làm ngắn thôi, tầm khoảng 8 phút để mà giới thiệu một cái vẻ đẹp của một cái hồ ở thuộc Tuy An. Trước mặt các bạn là cánh đồng lúa của xã An Nghiệp và An Định. Rất là tươi, đúng không các bạn ha? Rất là tươi tốt. Từ năm 2005 đến nay là đồng lúa lúc nào cũng tốt như vậy. Bà con vui mừng vì có nước để mà tưới tiêu, cung cấp kịp thời vào cái mùa nắng nóng khô hạn. Xin chào các bạn và hẹn lại ở những cái clip sau, và hy vọng các bạn bấm chuông và subscribe ủng hộ cho mình để mà đón xem những cái clip mới nhất. Mình luôn luôn chia sẻ những hành trình đi của mình. Thân chào các bạn.